Trong bối cảnh làn sóng Omicron được dự báo sẽ giảm xuống trong những tuần tới, chính quyền 16 bang tại Đức đã nhất trí về một dự thảo nghị quyết nới lỏng các biện pháp phòng dịch trước thềm cuộc họp của chính quyền liên bang và các bang vào ngày 16 tháng 2 tới. Theo dự thảo nghị quyết mới, quy định về giới hạn 10 người lớn tại các cuộc gặp mặt riêng tư sẽ được mở rộng với số lượng người tham gia lớn hơn. Câu lạc bộ và vũ trường sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 4 tháng 3 tới.